mọi người. Đây là cái mẫu lọ cắm bút tại Mỹ Nghệ Tâm Phúc nha mọi người. Mỹ Nghệ Tâm Phúc có mấy loại lọ cắm bút luôn. Một trong những cái lọ cắm bút đó là lọ cắm bút hình bàn cờ với hai loại gỗ là đạch và nhạt sẽ lồng ghép với nhau tạo thành cái hình bàn cờ như thế này. Với kích thước khoảng 7 cm và đường kính khoảng 6 cm thì cái lọ cắm bút này phù hợp với lại các bạn văn phòng và tặng cho con cái chúng ta để con cái chúng ta đựng thước, đựng bút, đựng compa để bỏ lên trên bàn làm việc, bàn học nha mọi người nha. Đó. Khá là tự nhiên, thân thiện với môi trường là một trong những cái tiêu chí mà khách hàng nên chọn để tặng cho các bé nhỏ. Và nếu như là quà tặng công ty thì cũng khá là ok, ổn để mà tặng cho đồng nghiệp nha mọi người. Tất cả đều có tại shop Mỹ Nghệ Tâm Phúc. Nếu như anh chị có nhu cầu về các quà tặng thì hãy liên hệ với Tính nha. Để Tính sẽ tư vấn cho anh chị những cái sản phẩm quà tặng rồi những sản phẩm phong thủy có tại Mỹ Nghệ Tâm Phúc. Tại đơn vị Mỹ Nghệ Tâm Phúc sản xuất rất là nhiều các sản phẩm quà tặng handmade. Nếu mọi người cần những cái sản phẩm mà thủ công á thì cũng có luôn nha mọi người. Rồi cảm hứng là khá là dễ thương và lạ để mà mọi người sử dụng tặng quà sinh nhật nha mọi người nhé. Muốn biết thông tin gì thì hãy theo dõi kênh của Mỹ Nghệ Tâm Phúc để kênh của Mỹ Nghệ Tâm Phúc tư vấn cho mọi người nha. Và theo dõi nhấn chuông để ra những cái video mà mọi người cần tới những cái sản phẩm quà tặng á, sẽ mọi người sẽ kiếm được những sản phẩm phù hợp về giá thành, về chất lượng, về giá cả nha. Bye bye.